hướng dẫn sử dụng ứng dụng cảng điện tử đa tính năng SNPE POP Mobile. Đây là video hướng dẫn đăng ký và khai báo đơn vị vận tải. Phần 1. Hướng dẫn cấp quyền đăng ký cho đơn vị vận tải, dành cho khách hàng là nhà xe, đơn vị vận tải. Khách hàng làm theo các bước sau. Đăng nhập vào hệ thống SNPE POP, vào mục tài khoản, chọn đăng ký đơn vị vận tải. Quý khách vui lòng kiểm tra thông tin số điện thoại, email và các thông tin khác. Sau đó quý khách tiếp vào ô vuông tôi cam kết, đăng ký, chọn xác nhận. Sẽ hiển thị thông báo đăng ký đơn vị vận tải thành công, để hủy đăng ký đơn vị vận tải. Quý khách sẽ bỏ tiếp vào ô cam kết, hủy đăng ký, chọn xác nhận. Sẽ hiện thông báo hủy đăng ký đơn vị vận tải thành công. Đây là video hướng dẫn khai báo đơn vị vận tải, hay cụ thể là nhà xe khai báo danh sách xe. Sau khi đăng ký quyền và đơn vị vận tải thành công, quý khách sẽ khai báo đơn vị vận tải. Bước 1. Đăng nhập vào hệ thống chọn tiện ích. Bước 2. Khai báo phương tiện vận tải. Chọn thêm phương tiện. Mỗi lần thêm phương tiện ứng với một số xe tương ứng. Khách hàng nhập số xe không nhập dấu cách, chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc là ngày hiệu lực cho phép phương tiện lưu hành theo giấy đăng kiểm của xe. Bước 3. Bấm lưu. Nếu xe chưa từng đăng ký tải trọng tại cảng, hệ thống sẽ cảnh báo liên hệ với cảng trước khi gate in. Quý khách vui lòng liên hệ hotline đội quản lý giao nhận cổng số 0977 494 010. Khách hàng cần photo cà vẹt xe, giấy đăng kiểm, số chứng minh nhân dân hoặc bằng lái xe để đăng ký xe mới lần đầu về cảng. Tải ngay ứng dụng để trải nghiệm nền tảng cảng điện tử đa tính năng.